Ngày 12 tháng 3, nguồn tin của tuổi trẻ online cho biết, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Quân, 37 tuổi, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý quân về các hành vi như cướp tài sản, đe dọa giết người và bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 1 tháng 3, quân dẫn theo con trai 5 tuổi, cầm dao xông vào trường mầm non tuổi thần Thiên, phường 5, thành phố Mỹ Tho, gây nguy hiểm cho giáo viên và các cháu học sinh. Sau khi nắm tình hình, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Các lực lượng một mặt triển khai các biện pháp an toàn cho các cháu bé đang bị khống chế, đồng thời thuyết phục nhưng quân không chấp hành và có hành vi manh động. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ quân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu bé và những người xung quanh. Quân làm nghề tự do tại thành phố Hồ Chí Minh và có sử dụng ma túy tổng hợp nhưng không thường xuyên. Trước đây, Quân từng có vợ tại tỉnh Sóc Trăng nhưng không còn chung sống. Quân quen và sống chung như vợ chồng với bà L, 47 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho và có con chung là cháu H. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà L khai không còn chung sống khi biết Quân có sử dụng ma túy. Trước đó, ngày 25 tháng 2, Quân từ nhà ở Sóc Trăng đến thành phố Mỹ Tho để chở bà L và cháu H về quê chơi. Đến ngày 29 tháng 2, quân đưa bà L và cháu Hắc quay lại Mỹ Tho ngủ qua đêm. Tại đây, quân sử dụng ma túy tổng hợp, sau đó bị ngáo đá, ảo giác và gây ra vụ việc trên.